Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam hiện có khoảng 200.000 trẻ mắc bệnh tự kỷ. Trong khi chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, thì việc gia tăng trẻ mắc bệnh khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Hiện vẫn chưa có một phương thuốc nào có thể chữa khỏi hoàn toàn tự kỷ. Nhưng nếu được phát hiện, can thiệp sớm bằng đúng cách, người tự kỷ sẽ có cơ hội tiến bộ rất cao. Tự kỷ là một tập hợp các rối loạn phát triển lan tỏa ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. Khởi phát sớm từ khi trẻ trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài. Biểu hiện bao gồm những khiếm khuyết trong 3 lĩnh vực là kém tương tác xã hội, kém giao tiếp và hành vi bất thường. Bên cạnh đó, trẻ thường rối loạn cảm giác, nhiều trẻ kèm theo khả năng tăng động và chậm phát triển trí tuệ. 3 năm đầu đời diễn ra sự phát triển mạnh mẽ về thể chất, các chức năng thần kinh, giác quan, tâm lý của trẻ nhỏ. Vì vậy, việc phát hiện và can thiệp sớm trong 3 năm đầu đời đóng vai trò vô cùng quan trọng, được xem là thời điểm vàng đối với quá trình chăm sóc, can thiệp cho trẻ tự kỷ. Để có thể cải thiện các triệu chứng, hành vi tự kỷ ở trẻ, tăng cơ hội cho trẻ phát triển, hòa nhập với cộng đồng. Khoa Nội Nhi, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Trung ương cho biết, cùng với sự phát triển của xã hội, cũng như sự gia tăng dân số, thì tỷ lệ chẩn đoán trẻ mắc tự kỷ trong những năm gần đây, theo thống kê, có xu hướng tăng với tần suất 1 trên 100 trẻ. Trong đó, tự kỷ điển hình chiếm 16,8%, trẻ em trai nhiều hơn trẻ em gái từ 4 đến 6 lần. Việc can thiệp cho trẻ tự kỷ thường tập trung vào việc luyện tập, giáo dục cho trẻ các kỹ năng ngôn ngữ, nhận thức, tư duy, giao tiếp, xã hội và kỹ năng tự phục vụ bản thân. Trong quá trình trị liệu cho trẻ tự kỷ, cần áp dụng đa dạng các phương pháp khác nhau như ứng dụng phân tích hành vi, liệu pháp ngôn ngữ, trị liệu về vận động, trị liệu kỹ năng xã hội, vật lý trị liệu pháp trò chơi, trị liệu hành vi, các liệu pháp phát triển, các liệu pháp dựa vào trực quan, những liệu pháp y sinh học. Nếu như đến khoảng 6 tuổi mới phát hiện để can thiệp, thì sẽ không thể giúp trẻ hòa nhập với người bình thường. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về những biểu hiện, cách can thiệp cũng như những lưu ý trong chăm sóc trẻ tự kỷ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Lê Thị Sáu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Hoa Nắng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa chị, xin chị cho biết để phát hiện một trẻ tự kỷ thì dựa vào những cái dấu hiệu nào? Dưới 2 tuổi thì có những cái dấu hiệu cơ bản như thể là thứ nhất là gọi con không phản xạ lại. Cái thứ hai là con muốn gì con không chỉ tay mà con cầm tay của người lớn, con dí vào cái vật con muốn. Cái thứ ba là con không thực hiện được các mệnh lệnh 1 đến 2 bước. Cái thứ tư là con cái vốn từ của con hạn chế dưới 250 từ. Cái thứ năm là các cái kỹ năng về chơi đùa và kỹ năng về xã hội của con hạn chế. Nếu như bố mẹ trong gia đình mà có con gặp phải những dấu hiệu đó thì chúng ta nên đưa con đến nhà chuyên môn, đến các cơ sở có uy tín hoặc bệnh viện để chúng ta được cái nhận cái sự tư vấn tốt nhất của bác sĩ. Vâng, qua quá trình dạy dỗ cũng như là can thiệp cho trẻ tự kỷ thì chị thấy là trẻ tự kỷ thì có những cái khó khăn như thế nào trong giao tiếp xã hội cũng như là các cái hoạt động của các con? Nó sẽ tùy theo cái mốc tuổi của con, nhưng phần lớn trẻ tự kỷ nó sẽ gặp khó khăn trong cái giao tiếp xã hội. Đó là khi con phải tuân thủ các quy tắc trong xã hội. Cái thứ hai là tuân thủ các kỷ luật. Ví dụ như thế là đi ra ngoài chúng ta sẽ phải xếp hàng để chờ đến lượt. Thừa với con là điều đó là khó bởi vì cái sự chờ đợi của con nó có giới hạn. Đấy. Cái thứ ba nữa đó là những cái giao lưu về kết bạn. Vì vậy phần lớn các bạn sẽ có cái thể hiện nhu cầu hạn chế. Đấy. Thì khi các bạn mong muốn một cái gì đấy, các bạn chưa thể hiện được lời nói mà các bạn cũng chưa tìm được một kênh giao tiếp thay thế thì các bạn sẽ có cái việc như thế là cáu, hét hoặc là ăn vạ để đạt được cái gì đó mình mong muốn. Vâng, vậy thì để chăm sóc tốt cho trẻ tự kỷ thì chúng ta cần phải lưu ý những cái vấn đề gì thưa chị? Ở trong cái độ tuổi nhỏ, dưới 2 tuổi, dưới 3 tuổi, đó là giai đoạn vàng trong can thiệp của con. Tức là nếu như chúng ta phát hiện được con có những cái dấu hiệu, chưa cần biết là bác sĩ chẩn đoán như thế nào nhưng có những dấu hiệu như thế thì chúng ta nên đưa con đến những nơi uy tín, kết hợp cùng với nhà trường, cùng với cơ sở đấy, can thiệp cùng với con. Và nhớ một điều rằng cần phải có kỷ luật với con ngay từ nhỏ. Kỷ luật ở đây không phải là phạt con, kỷ luật đây là trong kỷ luật về giờ giấc và ngay cả trong ăn uống cũng vậy. Nếu như con mà ăn đặc trưng từ nhỏ, chúng ta sẽ phải tìm cách để cho con ăn được đa dạng hơn. Bố mẹ có thể đến trường với con nguyên một ngày thì chúng ta xem là ở trường các cô làm với con như thế nào mà con làm được, và chúng ta áp dụng cái đấy về nhà với con. Vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi. Như vậy, để hiểu đúng và có cách chăm sóc, can thiệp sớm đối với trẻ tự kỷ, các phụ huynh cần chú ý đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Khi có một trong những dấu hiệu của hội chứng tự kỷ,
cần sớm đưa đến cơ quan chuyên môn để được khám, tư vấn và can thiệp để trẻ được phát triển tốt, hòa nhập với bạn bè cùng độ tuổi.